Hello hello, xin chào các bạn. đến với thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 2 giờ chiều ở Cali các bạn. Thì ở Việt Nam các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Và thuận muốn dành thời gian trong video này để chia sẻ một số những thông tin ở bật về các bạn. Chúng ta đã chuẩn bị không những là bước vào một tuần mới mà chúng ta đã bắt đầu bước qua tháng 10 rồi các bạn. Và chúng ta trong tuần này đã sẽ có rất nhiều những thông tin nổi bật thì đầu tiên hết các bạn đang thấy trên màn hình chúng ta đã nhìn thấy được là cái thông tin lớn đó chính là tổng thống Joe Biden uh, cuối cùng đã ký cây dự luật để có thể là cung cấp chi phí cho chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động thêm 45 ngày nữa thì đây không phải là một cái ngân sách chi tiêu cho năm tới các bạn đây chỉ là một cái ngân sách chi tiêu tạm thời mà thôi tại vì các bạn đã biết đó là ngày hôm qua có rất nhiều những thông tin liên quan đến việc là chúng ta có khả năng nhìn thấy chính phủ Hoa Kỳ lại đóng cửa hay là không thì câu trả lời sẽ là không các bạn tại vì nếu như mà không có một cái ngân sách nào được thông qua ngày hôm qua thì chúng ta sẽ thấy là chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đóng cửa ngày hôm nay nhưng mà cuối cùng đó, thì tối ngày hôm qua sau những cái cuộc họp khẩn cấp đó thì Hạ viện và Thượng viện đã đưa ra một cái thỏa thuận là họ sẽ đồng ý cho thông qua ngân sách tạm thời ngân sách này đó là khoảng chừng 45 ngày mà thôi các bạn nghĩa là trong vòng 45 ngày tới thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động và trong vòng 45 ngày này đó thì hai đảng lại tiếp tục đàm phán xem ngân sách như thế nào và dự đường này đã được ký rồi các bạn có nghĩa là sẽ không có chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa và đây là cái thông tin lớn được chia sẻ tối ngày hôm qua à, chúng ta sẽ không nói về thị trường chứng khoán các bạn tại vì hiện bây giờ đó thị trường futures vẫn chưa mở cửa hiện tại nhưng mà về Bitcoin đó thì các bạn thấy được là chúng ta đã mở đầu tháng 10 ở mức giá là hơn 27.000 đô 27.115 đô ở thời điểm làm video hiện tại tới lúc mà đăng đó thì các bạn hãy comment bên dưới xem coi là giá đã là bao nhiêu tại vì có thể là vài tiếng sau thùng mới có thể đăng cái video này được lúc đó thì những bạn nào Việt Nam thì cũng mới thức mà thôi và nhìn chung đó, thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua vốn hóa không thể đổi nhiều vẫn hơn 1,1 nghìn tỷ các bạn và nhìn tổng quát thì crypto đây thì có rất nhiều màu xanh nhưng mà phần lớn tăng khoảng chừng là 2.3% mà thôi các bạn. Và chúng ta cuối cùng đã kết thúc tháng 9 các bạn thấy được đã có cái sự tăng trưởng là 3.91% và đây là tháng 9 đã rất lâu rồi chúng ta có một màu xanh cho bạn lần cuối cùng chúng ta thấy tháng 9 có màu màu xanh đó, đó chính là vào năm 2016 có nghĩa là trong vòng 1 2 3 4 5 6 năm qua tháng 9 đều là một tháng đỏ hết thì chúng ta đã kết thúc một tháng 9 có màu xanh và tháng 10 đó trong lịch sử như thường đã từng chia sẻ với các bạn là một tháng mà tương đối tốt trong lịch sử các bạn chỉ có 2 năm duy nhất là tháng 10 là một tháng mà có chỉ số âm mà thôi nhưng mà Tháng 9 á, nó đã ngược lại với những năm trước đây thì tháng 10 không biết như thế nào nhưng mà ít ra mở đầu tháng 10 Bitcoin đã hơn 27.000 đô hiện tại và trong video này đó, thường chủ yếu sẽ chia sẻ tin tức bên thôi các bạn và sẽ là một cái video ngắn hơn tại vì bây giờ vẫn đang là cuối tuần thường chủ yếu muốn các bạn có một cái sự chuẩn bị tại vì tuần tới này sẽ là một cái tuần mà đầy sôi động luôn và chúng ta cũng sẽ dành thời gian ở cái phần cuối video để cùng nhau chung bình giá cái danh mục đầu tư mà thùng các bạn đã từng tạo ra tuần này đó sẽ không có cập nhật cái danh mục đầu tư của thùng các bạn tuần tới Thuận sẽ cập nhật với các bạn tại vì thường mỗi hai tuần nên thùng mới cập nhật danh mục đầu tư cá nhân tại vì nó cũng không có thay đổi nhiều rồi các bạn thì bây giờ rồi thùng vẫn tiếp tục chung bình giá và phần lớn đó là chú tâm vào trung bình giá Ethereum và XRP Tại vì những đồng kia đó thì cái phần trăm hiện bây giờ thường có nó cũng tạm ổn rồi Cho nên Thuận muốn tích lũy thêm Ethereum và XRP hiện tại Nói tới XRP thì có một số bạn hỏi Thuận liên quan đến việc là có tin tức gì đến từ Proper Party hay không thì Proper Party là cái đại hội của XRP đã được diễn ra vào cuối tuần này các bạn và ở New York à, Và rất nhiều người đã đến Có nhiều người hy vọng là chúng ta sẽ nghe những cái thông báo lớn đến từ công Ripple liên quan tới XRP Giống như là liên quan tới việc là họ đã có thỏa thuận với lại SEC Hay là liên quan tới việc là công Ripple muốn lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ Và họ đã có kế hoạch sẵn sàng cho tới bây giờ thì chúng ta không nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến những cái kỳ vọng đó nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng người mà đến đi dự proper party đó thì cực kỳ nhiều luôn các bạn đã được đây là đang quay lại đó thời tiết của New York không được tốt trong cuối tuần này vừa lạnh mà còn vừa có mưa mà các bạn đã thấy được là rất nhiều người đã đứng chờ đợi để có thể là được vào để mà dự cái đại hội này cho các bạn thấy được là tính riêng ở Hoa Kỳ thôi á, thì cái lượng fan của XRP đông cỡ nào Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, những quốc gia khác đó thì ra sao thường không biết nhưng mà Hoa Kỳ thì fan là XRP đông Điều này cũng làm cho thường khá là bất ngờ đó các bạn Các bạn thấy được là người ta xếp hàng ngay dài luôn và bên trong nó thì chật cứng đó là gì mà thuận biết liên quan đến proper party các bạn khi nào mà có thêm thông tin gì nó bật thuận sẽ chia sẻ tại vì thấy biết là nhiều bạn cũng quan tâm đến cái đại hội này nhưng mà chúng ta cũng còn một thông tin khác nữa liên quan tới XRP thì muốn chia sẻ với các bạn chúng ta đã bước qua tháng 10 rồi thì vào ngày đầu tiên của mỗi tháng đó thì công ty Ripple họ sẽ unlock 1 tỷ XRP token từ cái hệ thống ký quỹ của họ mà họ đã có bao nhiêu năm qua các bạn và đương nhiên hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10 có nghĩa là họ sẽ unlock và sẽ chuẩn bị bán thêm XRP và đây cũng là một chuyện thu nhập của công ty Ripple các bạn thì số XRP được unlock tháng này đã đại diện cho khoảng là 1,80% của tổng số lượng XRP đang được lưu hành hiện tại hiện bây giờ trên thị trường nên là có khoảng chừng là hơn 53 tỷ token XRP và XRP đã vẫn sở hữu hơn 46 tỷ token XRP còn lại Thường đó thì đây là những thông tin mà các bạn đã nhìn thấy là mỗi tháng đều có những cái tin tức được chia sẻ về cái phần này Cho nên Thuận cũng muốn dành thời gian để mà nhắc nhở lại các bạn Là Ripple đó thì mỗi một tháng họ sẽ có thể unlock được là 1 tỷ token XRP Và họ sẽ bán đi một phần phần còn lại đã không bán được họ sẽ lóc lại và tính tới tháng 9 thì họ đã bán cho những tổ chức đầu tư là 20% của cái số lượng token đã unlock có nghĩa là họ unlock 1 tỷ thì họ bán là 200.000 token XRP 800.000 token XRP còn lại đó lại bị lóc lại một lần nữa các bạn và cứ tiếp tục như vậy và tất cả token này đã sẽ được unlock vào năm 2027 và những mà nào mà đầu tư XRP tin tưởng vào XRP thì các bạn cũng nên hiểu đây là cách hoạt động của công ty Ripple họ vẫn còn đang sở hữu rất nhiều token XRP cái phần mà thông vẫn chưa rõ đây đó các bạn đã biết là thẩm phán trong cái vụ kiện giữa SEC và Ripple đó thì cũng đã phán là công ty Ripple bán XRP trực tiếp cho những thủ chức đầu tư đó thì cái đó là vi phạm hợp đồng đầu tư là coi như vi phạm luật chứng khoán tuy nhiên Token XRP không phải là chứng khoán và có thể được mua bán trên sàn tự do Và cái phần này đã, đã được uh, phán xét rồi các bạn Không biết tại sao mà công ty Ripple có thể bán thêm đồng XRP hiện tại Và ngay cả đồng XRP mà được bán bởi công ty Ripple trên sàn đó, Thì SEC cũng muốn hạn chế việc đó Cho nên uh, họ đã kháng cáo cái sự việc này các bạn Họ không phải là kháng cáo XRP là chứng khoán Mà họ kháng cáo cái việc là Công ty Ripple không thể tiếp tục bán cái số lượng token XRP này, à, cũng đồng nghĩa là các bạn thấy được là họ muốn siết chặt cái nguồn tiền của công ty Ripple, khiến cho công ty Ripple này đã không thể tiếp cận được à, và bán cái số lượng token XRP còn lại đây là cái thông tin mà thuận nhận được ngày hôm nay nhưng mà không có cái sự xác nhận đến từ công ty Ripple các bạn không biết là công ty Ripple có thể tiếp tục bán tháng này hay là không chúng ta hãy xem coi tin tức trong tuần này sẽ là sao và đây cũng là một cái thông tin lớn trong tuần này thuận muốn chia sẻ với các bạn điều kế tiếp nữa đó là chúng ta sẽ thấy là trong tuần này sẽ nhận được cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ như tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua và đó là thông tin chúng ta sẽ nhận được vào ngày thứ sáu và ước tính đó, phần trăm thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ không những là không tiếp tục tăng mà còn giảm xuống từ 3.8 xuống còn 3.7%, một phần trăm rất là thấp luôn. Trong tuần này đó chúng ta cũng đã biết là bắt đầu ngày mai sẽ có hàng loạt những cái quỹ futures ETF liên quan tới tiêu hiểm sẽ được phát hành các bạn là một tuần mà đầy sôi động luôn, có rất nhiều những thông tin và chúng ta cũng biết là trong tuần này đó sẽ có cái ngày ra tòa đầu tiên liên quan đến cái vụ của FTX và Sam Bankman Free sẽ ra tòa các bạn và phiên tòa của SBF sẽ bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 3 tháng 10 thường đó cái sự lựa chọn này có thể kết thúc chỉ một ngày nhưng mà họ có thể kéo dài vài tuần chúng ta không biết là lựa chọn sẽ bao nhiêu nhưng mà cái phiên tòa ban đầu sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10 Khi mà bồi thẩm đoàn được lựa chọn rồi đó thì sẽ có kết quả trong vòng 6 tuần Có nghĩa là nếu bắt đầu xử rồi thì trong vòng 6 tuần nó sẽ xử xong Nhưng mà chúng ta không biết là lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ tốn bao nhiêu thời gian Thường có tham gia một số đợt mà lựa chọn bồi thẩm đoàn các bạn và dự thi đó họ lựa chọn bồi thẩm đoàn tốn nó ba hai ba tuần nhưng mà dù sao nữa các bạn thấy được là trong vòng khoảng chừng 6 tuần đi thì SBF có thể phải ngồi tù vài chục năm các bạn nghĩ là bây giờ Sam Free đã có ngủ ngon hay là không Các bạn thấy được trong vòng 6 tuần thôi thì sẽ phải ngồi tù và chục năm nếu như mà tội danh thành lập Và Sam Free đang đối mặt với 7 cáo buộc liên quan tới những hoạt động gian lận Trước đây đã có tên thường nhớ là 11 cáo buộc Nhưng mà sau một số cái đợt thỏa thuận đó, thì một số những cáo buộc đó đã bị loại bỏ Nhưng mà bây giờ vẫn còn 7 cáo buộc các bạn liên quan đến gian lận trong đó đó bao gồm hai cáo buộc về hành động gian lận có nghĩa là bên SEC và bên Bộ Tư pháp nói là họ có bằng chứng là Salmon Free đã gian lận và năm cáo buộc còn lại là về âm mưu gian lận nghĩa là không thành công nhưng mà vẫn chứng minh được là có âm mưu gian lận và các bạn thấy được là Salmon Free bây giờ đó thì rất lẻ lôi tại vì tất cả những người còn lại như chúng ta nói tới Gay Wang, chúng ta nói tới Caroline Ellison chúng ta nói tới những đồng sáng lập và những cái giám đốc cấp cao của FTX đó, tất cả đều đã nhận tội và điều chỉ Simon Free là người chủ mua các bạn Nói chung đó thì Simon Free lần này cũng là tin dữ nhiều Đó là những gì chúng ta sẽ nhận được trong tuần này Chế đó nữa chúng ta thấy được là cái sự việc liên quan tới FTX thì cũng không ngừng Ở việc Simon Free và công ty FTX mà chúng ta có thể thấy được là SEC đó Họ đã kiện công ty kiểm toán Prager Matters Vì vi phạm quy định về độc lập của kiểm toán viên Và đã giúp những khách hàng của họ vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ và các bạn thấy được là công ty Brighter Matters này đó thì có nhiều khách hàng trong đó có luôn cái FTX và chi tiết hơn đó là SEC nói là trong khoảng thời gian là từ tháng 12 năm 2017 cho đến tháng 10 của năm 2020 Công ty Parker Matters này đã bao gồm các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trong hơn 200 cuộc kiểm toán Có nghĩa là đối với một kiểm toán viên đó các bạn được mời đến để có thể là kiểm toán cho công ty và tài liệu đó được dùng nếu như là một công ty kinh sạch chứng khoán đó thì những cổ đông sẽ dựa vào đó để mà đưa ra quy định đầu tư hay là trong một công ty đó thì cổ đông công ty cũng có thể dựa vào đó để mà quyết định có tiếp tục chăm bốn cho công ty hay là không cho nên cái văn bản kiểm toán đó cực kỳ quan trọng luôn nhưng mà công ty Parker Masters này đó họ đã có những điều khoản miễn trừ trách nhiệm hay còn gọi là Identification thì hiểu đơn giản hơn đó đối với như, như một công ty kiểm toán hay là một công ty đầu tư giống như là khách hàng của các bạn kêu các bạn làm một, một cái gì đó mà bạn không cảm thấy thoải mái bạn cảm thấy được cái này nó có thể là vi phạm luật đáng lý đâu bạn không nên làm nhưng mà những công ty mà có identification giống như là fracture methods họ lại lạm dụng một cái đó chính là đơn miễn trừ trách nhiệm có nghĩa là kêu công ty mình kia ký đi giống như là họ nói là ok bây giờ đã muốn tôi thay đổi một cái gì đó ở trong cái văn bản kiểm toán thì tôi sẽ làm nhưng mà tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như mà cái này được đưa ra tòa hay là bị kiện sau này đó thì tôi sẽ miễn chịu trách nhiệm và công ty FTX và những khách hàng của họ đã ký những cái đơn này các bạn thì được lại có hơn 200 cuộc kiểm toán có những cái đơn miễn trừ trách nhiệm này và việc này đương nhiên làm mất đi tính độc lập của việc kiểm toán và vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp đó là cây cáo buộc đến từ SEC hiện tại và chúng ta còn một thông tin khác nữa liên quan tới sàn FTX các bạn Chi tiết hơn đó là các bạn hãy nhớ là khi mà FTX sụp đổ đó Đây là một cái sự việc rất là lớn và có rất là nhiều tiền ở khắp nơi các bạn Chúng ta đã thấy được là tiền thì nằm ở trong công ty FTX Nằm trong công ty FTX US, nằm ở Bahamas Và đặc biệt hơn đó là có một số tiền đã bị hacker tấn công và lấy đi Và các bạn đã thấy được là hacker đó đã lấy đi 600 triệu Thường để đây là 600 USD nhưng mà thật ra là 600 triệu USD token đã bị hacker lấy mất đi vào năm ngoái chúng ta cũng đã từng nói tới thông tin này nhưng mà sau đó, đó thì hoàn toàn im lặng các bạn chúng ta không biết được là số tiền này để được giữ bởi ai và hacker đó đã làm gì với số tiền này thật ra đó hacker này đã hoàn toàn im lặng sau khi mà họ hack cái số tiền này nhưng mà đương nhiên các bạn đã thấy là spot on chain và những người mà theo dõi tài liệu on chain đó thì đã thấy là sau một năm im lặng thì ftx hacker đã có động tĩnh di chuyển 10.250 Ethereum nghĩa là trị giá khoảng chừng là 17 triệu đô la thông qua năm địa chỉ ví trong vòng 24 giờ qua thì sao cả năm im lặng cuối cùng họ đã di chuyển số tiền này mà họ lại di chuyển ngay cái thời điểm mà Sam bernard Free chuẩn bị ra tòa cho nên cũng có nhiều câu hỏi hiện tại chúng ta bây giờ chỉ biết đó là dựa theo tài on chain họ đã di chuyển cái số lượng tiền là khoảng 17 triệu đô la họ đã lấy đi khoảng chừng là 600 triệu của bạn đây là một số nhỏ mà thôi nhưng mà cuối cùng họ cũng đã có động tĩnh rồi và đây sẽ là những cái sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tuần này ngoài những cái thông tin đó ra đó, chúng ta cũng có những cái tin tức khác cũng rất là tích cực các bạn công ty honda các bạn đã biết là công ty mà sản xuất xe honda của nhật bản đó thì họ đã hợp tác với hệ thống thanh toán FCF để cho phép khách hàng của họ thuê hoặc là mua sản phẩm mua xe của họ bằng crypto và những bài viết đó thì không có nói rõ là sự cho phép này nó chỉ hạn chế những quốc gia nào hay là ra sao các bạn? Tại vì đây cũng là lần đầu tiên thường nghe nó tới FCF Pay Nhưng mà họ cũng đã cho khách hàng của họ thanh toán thông qua hệ thống này Và những đồng mà FCF chấp nhận đó thì bao gồm những đồng lớn như là Bitcoin, Ether, XRP, BNB, DOT Những đồng này là những đồng lớn thì tôi nghĩ là các bạn cũng không cảm thấy là bất ngờ Nhưng mà FCF cũng cho thanh toán bằng những đồng mà nó mang tính chức giống như là Mimcoin các bạn, giống như là Pepecoin Uh, Floki Inu, đặc biệt là những cái đồng thuộc hệ sinh thái của Shiba Inu như là đồng Shiba Inu, đồng Bones hay là đồng Lease uh, và một số những thông kinh khác và đây là cái danh sách của tất cả đồng mà FCF À, cho chấp nhận thanh toán để mua sản phẩm từ công ty honda thì điều mà tôi muốn chỉ ra đây đó đương nhiên đây là một thông tin mà mang tính chất tích cực các bạn thì ít ra công ty honda họ cũng đã nghĩ đến là sẽ có những khách hàng của họ sở hữu crypto nhưng mà muốn dùng crypto để mà mua xe của công ty honda hay là muốn mướn xe của công ty honda à, thì đó là đúng các bạn nhưng mà sự thật đó thì công ty honda cho dù là cho thanh toán bằng những crypto như thế này thì cũng không có nghĩa là họ à, chấp nhận Pepe hay là Floki Inu Trên trang bản đó, có thể công ty Honda chỉ nhận được tiền mặt mà thôi Có nghĩa là khách hàng của họ thanh toán qua FCFP Thì đây giống như là một cái công ty trung gian trên giữa thì họ sẽ chuyển đổi crypto thành tiền mặt và gửi cho công ty Honda nhưng mà đây cũng là một cái thông tin mang tính chất tích cực bắt đầu đầu tuần các bạn và đầu tuần đó bắt đầu tháng 10 thường cũng đã bận một cái áo nó có nhiều màu sắc rực rỡ các bạn <laughs> để chúng ta có thể có một cái tháng 10 tốt đẹp và cũng có một thông tin rất là thú vị Đây là cái Twitter chính thức từ Open Exchange Các bạn đã biết là Token Exchange Co-Founder là Hu Có nghĩa là trước đây là Co-Founder của 3 Capital Thì đã bị bắt ở sân bay Changi ở Singapore Và Co-Founder còn lại là Kyle Davis Cũng đang bị lệnh truy bắt Có nghĩa là chỉ cần đến sân bay thôi đó là sẽ bị bắt các bạn Nhưng mà trong cái tình hình như thế này Justin Sun lại xuất hiện tại Open Exchange Và các bạn thấy được trên màn hình đó Thì đây là cái thuyết đến từ Twitter chính thức của Open Exchange và nói là hai CEO Justin Sun uh, và người này thường không biết là tên gì các bạn nhưng mà hai người này đang bàn bạc gì đó ở uh, Open Exchange thì các bạn nghĩ là họ đang nói về vấn đề gì? Justin Sun thường xuất hiện ở những nơi mà đang có nhiều drama các bạn. Chúng ta đã nhớ là Justin Sun xuất hiện lúc mà FTX gặp vấn đề, Justin xuất hiện uh, lúc mà những công ty bị phá sản rồi muốn mua lại những tài sản đó. Nói chung thì Justin Sun thường xuất hiện ở những nơi mà có nhiều thị phi các bạn. Và đầu tuần nên Thuận muốn chia sẻ một cái video ngắn như thế này mà thôi à, Để các bạn có thể nắm được những cái sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tuần này Một tuần mà đầy sôi động các bạn Và cuối video này đó, Thuận muốn dành thời gian để cùng các bạn chung bình giá Cái account demo mà Thuận và các bạn đã cùng nhau tạo ra cách đây hơn một năm Và để nhắc lại đó chúng ta đã cùng nhau tạo ra cái account demo này À, bắt đầu là lúc Bitcoin là 46.622 và lúc mà Ethereum đó là 3.514 đô là ngày 4 tháng 4 năm 2022 và cho dù ngay bây giờ các bạn thấy được là giá nó vẫn thấp nhiều so với lại cái lúc chúng ta bắt đầu trung bình giá 100 đô mỗi tuần nhưng mà ngay bây giờ đó account này vẫn đang có lãi là 8.77 đô các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu như tính riêng vào Bitcoin đó thì để thuận trở về cái trang đầu tiên để chia sẻ với các bạn. Thì cái giá trung bình chúng ta mua là 23.806 Từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ Thì các bạn thấy được là tính riêng khôi đó chúng ta đã có lợi là gần 14% Còn về Ethereum đó thì chúng ta được là chúng ta đã mua ở cái mức trung bình là 1616 đô chúng ta mua mỗi tuần à, và các bạn thấy được bây giờ thì có lời khoảng chừng là phần trăm thì Bitcoin vẫn có lời nhiều nhất từ tháng tư năm ngoái tới bây giờ và hôm nay đó cũng như là hàng tuần chúng ta sẽ cùng nhau để mà trung bình giá tuần này cho Bitcoin và Ethereum 100 đô cho mỗi đồng và điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây đó là chúng ta Hãy nhìn xem coi là cái quy trình trung bình giá như thế nào và kết quả ra sao. Các bạn đã đều là kết quả cho dù chúng ta trung bình giá ở cái mức cao hơn bây giờ gần như là gấp đôi thì chúng ta vẫn có kết quả là bây giờ đang có lời là hơn 8%. Nếu như mà chúng ta thấy được là cái mức giá trở về cái mức mà chúng ta bắt đầu trung bình giá thôi sẽ lời là bao nhiêu các bạn? Tại vì chúng ta đã biết là chúng ta bắt đầu trung bình giá Bitcoin nó như thế đã chia sẻ với các bạn. Lúc đó là giá ở cái mức là 46.622 thì đừng nói tới là Bitcoin trở về cái đỉnh cũ chỉ cần trở về cái mức đó thôi thì cái phần lời này sẽ tăng cao rất là nhiều. Nếu như mà trở về đỉnh cũ và lập đỉnh mới đó thì phần trăm này các bạn sẽ thấy là sẽ tăng rất là cao luôn. Điều mình không muốn truyền đạt đây với các bạn đó là cái giá thị trường không quan trọng mà cái giá các bạn mua bao nhiêu mới là quan trọng. Tại vì lúc nào đó nhiều bạn cũng nghĩ đến là cái đỉnh mới của Bitcoin là bao nhiêu, đỉnh mới của Ether là bao nhiêu, khi nào mới chờ là lệnh cũ. Nhưng mà trên căn bản đó, nếu như mà các bạn mua Bitcoin ở cái mức giá giả sử như năm ngoái là 16.000 đô đi thì 16.000 đô Bitcoin trở về cái mức là 32.000 đô như là cái tiền khoảng chừng là vài tháng đó thì các bạn đã có lời gấp đôi nó cũng đồng nghĩa là nếu như các bạn mua bitcoin ở cái đỉnh là khoảng chừng 70.000 đô thì các bạn cũng lời y chang như vậy nếu như bitcoin lên tới 140.000 đô hai cái điều giống nhau điều mà không muốn nói bạn ở đây đây là chúng ta không cần phải đợi tới bitcoin trở về đỉnh cũ để các bạn có lời và rất rõ ràng ở đây các bạn bitcoin thậm chí không trở về cái đỉnh chúng ta mua ra cũng đã có lời rồi chứ đừng nói là trở về cái đỉnh cũ cho nên giá các bạn mua bao nhiêu mới là quan trọng và trung bình giá mua và trung bình giá bán vẫn là chiến lược mà thường áp dụng trong thị trường này bao nhiêu năm qua Và thành quả là sao đó, nhưng mà nào mà theo dõi kênh 7 năm qua thì cũng đã biết rồi Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu để mà trung bình giá tuần này đi thì các bạn thấy được là giá Bitcoin là 27.124 hiện tại Thì 100 đô đã mua được đáng tiếc là ít Bitcoin hơn các bạn Khi mà các bạn trung bình giá đó các bạn muốn là trung bình giá ở những mức thấp Có nghĩa là lúc mà giá xuống đó, thời điểm downtrend là lúc tốt nhất để trung bình giá Chứ không phải là lúc giá tăng Tại vì lúc giá tăng thì có một số tiền các bạn mua được ít Bitcoin hơn Thì ở mức là 27.114 đó chúng ta có thể mua được 0.00369 Bitcoin các bạn trong submit thì coi như chúng ta cũng đã thành công để mà trung bình giá cho Bitcoin tuần này Đây là cái transaction của ngày hôm nay Chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự liên quan tới Ethereum Thì ở mức là 1676 đó Chúng ta dùng 100 đô thì chỉ có thể mua được 0. 0597 Ethereum Và đây là cái giao dịch ngày hôm nay các bạn Ngày 1 tháng 10 tại Hoa Kỳ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong một video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tới trên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn